vào trong vắng, bắt tay kiếm tìm em trong khoảng trống cô đơn, để cho em phải khóc tôi. Quay trở lại với kênh Hoa luôn nhá. Tiếp tục cái video thì ngày hôm nay em có mang ra ngoài trời test cho tất cả các bác thực tế đồng bộ của chính hãng BOK. Những cái cấu hình như thế này thì sẽ xét cho tất cả các bác là dùng event nhỏ này, cà phê vườn này đúng không ạ? Hoặc là những các cái tiệc nhỏ khoảng độ tầm 50 đến 100 khách các bác nhá. Thì cấu hình em sử dụng như sau. Một đôi loa full 40 các bác nhá. Một đôi loa full 40. Đấy, sử dụng quân 76 tụ 90 và tiếp tục là một đôi súc đơn 50. Và thiết kế thùng của nó rất là sâu các bác nhá, nên tiếng xúc rất là uy lực luôn. Chiều sâu của nó là 2, 4, 6, tầm gần 80cm, rất là sâu luôn. Ok chưa ạ? Thì công suất của con Ola Full này, công suất của Ola Full này các bác nhá, model là F157 của chính hãng BOK. Ok chưa ạ? Con này của nó là công suất RMS, tức là công suất thực là 500W, và công suất max peak của nó 1000W. Rất là khủng đúng không ạ? Giải đáp tần cho từ 60Hz đến 19kHz. Ok, độ nhảy 99dB, chạy trở kháng 8 ohm các bác nhá. Và maximum của con loa này là tận 120dB đến 126dB là max peak các bác nhá. Ok chưa? Đó. Và tiếp theo là một chiếc súp, súp hơi bắt 50 của nó là model là F718 của chính hãng BOK các bác nhá. Đấy, công suất của nó là RMS, là công suất khởi điểm là 600W và max peak của nó là 1200W, là một chiếc các bác nhá. Giải đáp tần từ 35Hz đến 290Hz đúng không ạ? Và con này độ nhạy trung bình của nó là 102dB, chạy trở kháng 8 ohm, và công suất maximum của nó là 120 đến 126dB. Ok chưa ạ? Và bây giờ mình sẽ quay lại tổ máy các một chút các bác nhá. Hiện tại tổ máy thì em đang chạy một con bàn mixer đi nạp cọc, hàng của nhập khẩu China xịn các bác nhá. Giá rất hợp lý với tất cả các bác. Ok chưa ạ? Đó. Và tiếp theo tổ máy thì em đang sử dụng một con quản lý nguồn thiết bị của E3. Đấy. Và một bộ mic của FL66 sự kiện của E3 các bác nhá. Rất là cao cấp luôn. Và một chiếc code server của hãng Sear DB48, con này là 4 in 8 out. Thì con này hiện tại em đang chạy sử dụng là gì ạ? In 1, in 2 thì em sẽ sử dụng loa full, và in 3 là em sẽ sử dụng là master riêng, đó là sử dụng súp riêng. Qua cổng của monitor thì em sẽ sử dụng súp riêng các bác nhá. Ok chưa? Như con này thì là 1 2. Đó. 1 2 thì em đang sử dụng loa full, 3 là súp. Đấy. 3 là súp này. Đó, 1 2 là full này. Và sử dụng là in 1 in 2 là của loa full. In 1 in 2 tương đương với cả cổng 1 cổng 2, còn in 3 là cổng súp, tương đương với cả in cổng 3 out ra của súp. Và sử dụng đang con đẩy E3 rất cao cấp của F1700W kênh nguồn sử dụng nguồn xung các bác nhá. Con này rất là đắt tiền. Ok chưa? Và bây giờ sẽ test qua cho các bác mới chất lượng cấu hình này. Và bác nào cần với cấu hình này nó trong sử dụng tiệc nhỏ nhỏ event này, cà phê vườn này, thì nó trong khoảng độ tầm 50 đến 100 khách, thì em sẽ báo giá trực tiếp các bác luôn nhá. Bây giờ sẽ mời các bác cùng trải nghiệm qua chất âm karaoke nhá, test thực tế trên bài luôn. Đó, 1 2. Đang hát echo và default các bác nhá. Yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh yêu chị yêu bạn yêu bè, yêu con đường làng. Tăng thực tế ngoài trời luôn các bác nhá. Ngày vui đến trường, mùa còn bắt bướm hay hoa. Yêu dân tộc Việt Nam, nói giọng nát hồng, yêu cha yêu mẹ.
ơn nặng nghĩa đầy. Yêu cô nhà bên đang xúc tả rất là mềm luôn các bạn nhá, buồn ngủ rất là đậm luôn. Giờ này tiếng vô cổ rất là sạch sẽ và rất là đẹp luôn các bạn nhá. Thương ai, thương ai xa xứ hát bài bờ vơ. Tiếng rất đẹp luôn. Thảo thương đất lạ quên người ngầm ngùi. Thử tiếng reverb cho anh em nghe nhá. Đây tiếng reverb này. Em alo đi. Alo 1 2. Đó, đây là 5, tiếng 6. Alo. Tiếng này là tiếng reverb riêng biệt các bác nhá. 1 2 2. Echo này. Echo này. 6 7. Đó, alo. Tiếng echo. Đúng không ạ? 1 2 2. Khi chúng ta kết hợp echo reverb 1 2 6. Alo. Đó, tiếng rất hay luôn các bác nhá. Yêu dân tộc Việt đó sao bạn yêu anh yêu chị yêu bạn. Đây là đang ghép thực tế luôn các bạn nhá, không quan cái gì livestream vào cả các bạn nhá. Yêu con đường ngang ngày ngày hai cô ấy đến trường. Tất cả thiết bị đều là hàng xịn các bạn nhá. Của con bằng đường hay hoa. Yêu dân tộc Việt nói giống rất ngọt ngào luôn. Yêu cha yêu mẹ ơn nặng nghĩa đầy. Yêu cô nhà bên của con. Các bạn xem video ủng hộ cho một like nhá. Các bạn biết một chút là nhạc sàn cho các bạn nghe. Sáng nay nên nghĩa câu châu. Thương ai, thương ai xa xứ. Tha phương đất là quên người ngầm vui lòng xót xa mắt lệ đắng đầy với nỗi nhớ. Yêu dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng, yêu anh dân Tây yêu người nơi chiến trường. Các bác đeo tai phone và trải nghiệm nhá, mình đang tách ngoài trời luôn. Sẽ bật súp, bật full rồi bật súp chưa? Bật full trước nha. Rất là sạch sẽ luôn. Bật súp này.
không quan tâm mà một bộ như thế này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho bên em qua số điện thoại 0352 910 9 nhá. Và bên em sẽ có chương trình là hỗ trợ lắp đặt tất cả các bác trong vòng bán kính từ 100 đến 150 km đổ về. Các bác không phải mất đồng phí nào cả. Đây là một bộ cực kỳ là chất lượng luôn. Và tất cả là đều hàng chính hãng hết các bác nhá. Các bác nào mà chơi âm thanh các bác chỉ cần nhìn tủ máy này các bác biết là nó khoảng được bao nhiêu tiền rồi, đúng không ạ? Với con đẩy công suất lớn của E3 này, FM 1700W một kênh này, đúng không ạ? Sử dụng nguồn xung. Và con cốt của hãng Sia này cũng rất là đắt tiền. Bộ mic này cũng rất đắt tiền các bác nhá. Quản lý nguồn và thiết bị một cặp full một cặp sub này. Bác nào muốn trải nghiệm thực tế thì có thể lên tại cửa hàng bên em, hoặc bác nào muốn đặt hàng bên em thì và muốn lắp đặt setup tận nơi thì có thể alo trực tiếp bên em. Một lần nữa xin thân ái chào tạm biệt các bác nhá.